Động vật móng guốc hay còn gọi là thú móng guốc là một nhóm đa dạng của các động vật có vú. Thú lớn bao gồm lừa, ngựa, trâu, bò, dê, cừu, lợn, hươu cao cổ, lạc đà, hươu, nai, linh dương và hà mã. Đặc điểm: hầu hết động vật móng guốc trên mặt đất sử dụng các đầu ngón chân của chúng, thường là móng, để duy trì toàn bộ trọng lượng cơ thể của chúng trong khi di chuyển. Động vật móng guốc thông thường được chia thành hai bộ lớn là bộ guốc chẵn và bộ guốc lẻ. Trong clip này chúng ta cùng tìm hiểu về loài động vật móng guốc nhỏ nhất thế giới có mặt tại Việt Nam và đang có nguy cơ bị đe dọa. Loài đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam. Số 1. Treo treo Nam Dương. Đặc điểm nhận dạng: treo treo Nam Dương là động vật guốc chẵn nhỏ nhất với ngoại hình giống hoẵng và hươu, nhưng không có tuyến lệ. Toàn thân phủ lông màu nâu đỏ, bộ lông bóng mượt, vùng ngực và dưới bụng có 3 vệt lông trắng song song với thân, lông treo mịn, ngắn và bóng mượt. Con đực và con cái đều không có sừng, nhưng một số con trưởng thành lại có răng nanh chìa ra bên mép. Con đực có răng nanh dài hơn con cái, răng nanh hàm trên phát triển thò ra ngoài miệng. Treo treo Nam Dương là loài động vật móng guốc nhỏ nhất thế giới. Là loài thú móng guốc nhỏ nhất trong họ treo treo Trachylidae, thân dài khoảng 0,4 đến 0,5 mét, trọng lượng trung bình 1.300 đến 2.300 gram. Khuôn mặt treo treo Nam Dương khá giống con chuột, bốn chân gầy nhẳng như que củi, kích thước chỉ bằng một con mèo nhà. Đặc điểm sinh thái: treo ăn lá, chồi, thân non, hoa, quả, hạt, củ, cỏ, nấm. Thức ăn ưa thích là quả. Treo cũng ăn côn trùng sâu, nhộng, xác động vật. Treo ghép đôi vào tháng 9 đến 12 hàng năm, đẻ từ tháng 1 đến 9, đẻ nhiều vào tháng 5 đến 7. Theo Asdell 1946 và Grass 1955, treo treo mang thai 120 ngày, mỗi năm đẻ mỗi lứa một con. Treo ưa sống đơn độc, chỉ ghép đôi thời kỳ động dục, hay ở rừng thưa, cũng có ở rừng già, ưa nơi bằng phẳng, khô ráo, có nhiều bụi rậm và có tầng cỏ quyết phát triển, trú ngụ trong các gốc cây to, bụi rậm. Hoạt động chủ yếu về đêm, từ 19 giờ đến 23 giờ, mạnh nhất là từ 20 giờ đến 22 giờ. Nơi vắng cũng có thể gặp treo vào buổi sáng từ 5 giờ đến 7 giờ. Phân bố: treo treo Nam Dương phân bố rộng rãi ở khắp khu vực Đông Nam Á và vùng phụ cận, và Việt Nam tại các tỉnh Lạng Sơn, Vĩnh Phú, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh. Giá trị: treo treo là loài thú hiếm, dễ nuôi làm cảnh, nuôi ở các vườn thú. Về khoa học, treo treo là loài thú móng guốc nhỏ nhất, chỉ còn tồn tại ở rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Treo treo chúng được chọn nuôi làm cảnh ở nhiều nơi trên thế giới do dáng vẻ đáng yêu của chúng. Nhiều tin đồn vô căn cứ cho rằng treo treo ngâm rượu sẽ có công dụng giúp cải thiện sinh lý nam giới, chữa nhiều bệnh nan y, khiến thị trường chợ đen săn lùng treo treo Nam Dương, dẫn đến nạn tuyệt chủng động vật hoang dã. Biện pháp bảo vệ: tại Việt Nam, ở các tỉnh phía Bắc, treo treo gần như tuyệt chủng. Ở các tỉnh phía Nam, diện tích nơi cư trú đang giảm mạnh, hiện còn ước khoảng 2.000 km², chủ yếu ở Tây Nguyên.
số lượng cá thể ước tính còn dưới 10.000 con, mỗi năm có thể giảm sút 3-4%. Phân hạng vu sẽ nguy cấp. Loài đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam năm 2000, hiện nhà nước chưa có văn bản bảo vệ. Số 2, Treo Treo Napu. Đặc điểm nhận dạng, Treo Treo Napu có ngoại hình rất giống với Treo Treo Nam Dương, nhưng kích thước lớn hơn. Trọng lượng trung bình từ 4-6 kg. Bộ lông thô hơn Treo Nam Dương, có nhiều màu, nâu vàng, nâu đỏ, thường là nâu xám, hai bên sườn và chân nhạt màu hơn. Dưới cằm, họng có 5 vệt lông trắng, 4 vệt trung gốc, 1 vệt ở giữa tự do. Đực và cái đều không có sừng, không tuyến trước ổ mắt, răng nanh mọc dài ngoài mép, thiếu răng cửa trên. Đặc điểm sinh thái. Giống như treo Nam Dương, treo Napu ăn lá cây, chồi, quả, cỏ, và có thể ăn một ít thức ăn động vật nhỏ. Mùa sinh sản chưa xác định được, nhưng theo Medway 1969, treo mang thai 152-172 ngày, đẻ mỗi năm một lứa, mỗi lứa một con. Con non đẻ ra đã phát triển đầy đủ, đứng được, cai sữa sau 2-3 tháng, thành thục lúc 4-5 tháng tuổi và có thể sống đến 14 năm. Treo Napu thích sống đơn độc, chỉ ghép đôi khi động dục, thích ở rừng rậm hoặc rừng thưa, nơi tương đối bằng phẳng. Có nhiều cây bụi rậm rạp, hoạt động chủ yếu về đêm. Giá trị là một trong những loài thú quốc chẵn cổ nhất, là nguồn gen quý hiếm của rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Tình trạng, hiện nay Việt Nam chưa xác định được treo treo Napu còn tồn tại nơi nào. Nhưng theo vài điều tra, có thể chúng còn ở một số tỉnh phía Nam. Rất có thể loài này đã bị tuyệt chủng. Biện pháp bảo vệ được xếp trong danh sách bảo vệ của IUCN. Sách đỏ Việt Nam xếp bậc E, tuyệt chủng, tuy nhiên nhà nước chưa có văn bản bảo vệ. Đề nghị khẩn trương điều tra ở các tỉnh phía Nam, phát hiện, bảo vệ, nhà nước sớm có văn bản cấm săn bắt tuyệt đối loài thú quý hiếm này. Một phát hiện đáng vui mừng, vào tháng 11 năm 2019, một nhóm khoa học phát hiện loài treo treo lưng bạc hay còn gọi treo treo Việt Nam, suốt 30 năm qua được cho là đã tuyệt chủng, vừa bất ngờ lạc vào bẫy camera của các nhà khoa học tại một khu rừng ở miền Nam Việt Nam, khiến các nhà bảo tồn động vật vô cùng phấn khởi. Đây là lần đầu tiên sau gần 30 năm, giới khoa học mới nhìn thấy lại loài treo treo lưng bạc trong môi trường tự nhiên.
Treo treo lưng bạc danh pháp khoa học Tragulus versicolor là một loài động vật guốc chẵn trong họ treo treo, hiện tại chỉ được biết đến là có ở Việt Nam. Cho đến năm 2004, nó thường được xem là một phân loài của treo treo napu, T. napu, dù nó giống loài treo treo nam dương hay treo treo can treo, T. can treo hơn. Đây là động vật guốc chẵn nhỏ nhất, với kích thước tương đương loài thỏ nhưng ngoại hình lại giống hoẵng và hươu, tuy nhiên treo treo lưng bạc không có sừng. Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục điều tra số lượng cá thể treo treo lưng bạc sinh sống tại khu vực mới phát hiện.